Có chuyện gì bực tức gì cậu? Cậu muốn cho được con khác. Công nhận mấy ông đại gia sướng thì cậu ha, đi bên cạnh toàn là người đẹp không, em nào em lấy chân dài không à. Hỏi anh em mình nghèo như vậy có đứa nào đẹp mà nó đi theo. Như ông chủ nè, qua tay biết bao nhiêu người, toàn là người đẹp không à. Sao anh biết? Trời ơi, tôi làm tài xế ông bao nhiêu năm mà sao tôi không biết được. Làm tài xế cho ông á, chở toàn là người đẹp không à, nhìn ngoài điên luôn á. Nhưng mà ông chơi mau chán lắm cậu ơi, hết đứa này tới đứa khác à. Ý, mới đây 10 giờ rồi. Chi à? Chi? Chi ơi? Dạ mà. Làm gì mà mẹ nhìn con có vẻ mệt mỏi quá vậy con? Dạ, tại con nhức đầu thôi mà. Y, đêm qua bộ thức khuya lắm sao mà mắt thâm quầng vậy? Dạ. Con thiệt á, lớn rồi mà cũng không biết lo sức khỏe gì hết trơn á. Nè, lên lấy thuốc uống vô đi con. Dạ, con biết rồi mẹ. Trưa rồi, mẹ đi chợ đã. Ở nhà lo dọn dẹp phụ mẹ nha. Dạ. Mẹ đi nha. Dạ. Anh luôn ơi, không biết giờ này anh đang ở đâu nữa. Em xin lỗi. Xin lỗi anh thật nhiều. Là Dân. Chị nghe nè Dân ơi. Alo. Chi hả? Dân nè. Dân á, có tin của Luân rồi nè. Vậy hả? Ừ. Vậy Dân kể cho chị nghe liền đi. Bây giờ chị bình tĩnh đã. Để Dân nhắn tin địa chỉ của Luân qua cho chị biết. Vậy Dân nhắn liền qua cho chị nha. Ừ. Ok. Dân nhắn liền đây. Em nói chuyện với chị gì vậy? Chờ em chút. Nhắn tin hả? Xong chưa? Xong rồi. Rồi cuối cùng là sao, nói anh nghe coi. Anh không hiểu gì trơn vậy. Từ từ đi anh, em thấy trời, anh còn gấp hơn cả Chi nữa đó. Trời, sao không gấp được. Anh nè, với thằng Luân là bạn thân với nhau, sao không lo cho nó được. Em biết rồi, anh ngồi xuống đi. Chuyện gì nói anh nghe coi. Nè, uống đi. Anh uống đi, em nói cho anh nghe. Được rồi, uống nè. Rồi nó đi.
xích rồi đây. Em làm gì bí mật dữ vậy? Ở đây đâu có ai đâu mà em làm bí mật dữ vậy? Thì xích lại đây đi. Rồi nè, nói nghe coi cái gì. Được không đó? Được mà. Được không mà chắc chắn dữ vậy? Chắc chắn luôn là khác. Không tin hả? Mai mốt anh sẽ thấy liền à. Hứa nha. Hổn nước đi. Mọi chuyện của nhà con là như vậy đó không? Lạ thật. Quá đáng thật. Ngoài nói sao? Bà con đã quá tin những phó của mình. Nếu mình không tin họ thì ai sẽ làm cho công ty của mình hả ngoài? Qua chuyện con kể, bà con sẽ mất công ty, mất tất cả là phải thôi. Không là hôm nay thì cũng là ngày mai thôi. Ngoài ơi, ngoài nói gì con không hiểu. Có một người nọ không biết nuôi cá, nên trong hộ ông ta không có con cá nào. Trong khi đó nhà bạn ông ta cá đầy đàn. Ông ta quyết định đến xin một con về. Người bạn vui vẻ, không chỉ cho một con mà bắt từ dưới hồ lên mấy con để tặng cho người bạn đó. Mà khi về đến nhà, ông ta lấy dao mổ bụng con cá ra để chế ra một loại thức ăn cho phù hợp với con cá đó. Tiếp theo sau là gì con biết không? Chỉ trong có mấy ngày, ông ta đã câu hết số cá ở dưới hồ của bạn ông ta. Ngoài à, ngoài đi lạc vấn đề rồi đó. Con đang nói chuyện ba mẹ con thì ngoài lại nói chuyện câu cá. Chứ con không thấy ba con đã quá sơ hở để cho thân cận của mình biết những điểm yếu, những sơ hở của mình, nên khiến người ta nảy lòng tham và hạ gục đánh đổ ba con một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ba con không kịp trở tay, cho đến khi đến chết vẫn còn mang theo mối hận ở trong lòng. Dạ cũng như vậy á, mẹ con đã cho con địa chỉ của ông để đến tìm ông nè. Vậy bây giờ á, con phải làm gì hả ông? Bây giờ chưa phải lúc để chúng ta hở miệng đâu. Ông nói sao? Bây giờ mà chưa phải lúc hả? Ông à, ba mẹ con á, ba con thì bị mất công ty, bị mất ở trong tù. Mẹ con chính vì vậy đó, lên cơn đau tim, may mắn lắm mới qua khỏi. Gia đình con đã tan nát như vậy, mà gia đình này cũng là gia đình của ông mà. Sao ông đối xử với con như vậy? Con hãy bình tĩnh đi. Ông à, gia đình của con bị người ta hãm hại như vậy, làm sao bình tĩnh được hả ông? Ông hiểu. Nhưng mà lúc này. Lúc này sao ông? Chưa phải lúc. Lại chưa phải lúc? Con tiện con tin là ông ngoại của con là như vậy. Tại sao ông lại đối xử với con như vậy? Con không tin là con có một người ông ngoại như vậy. Tại sao? Tại sao vậy? Tôi không tin. Tôi không tin. Con thật sự xin lỗi ba mẹ. Đây là sự lựa chọn của con. Trái tim con mách bảo cho con biết con nên làm như vậy. Alo. Dạ em nghe đây sếp. Hôm nay tôi có chút việc bận. Cậu đưa cô ấy về nhà giúp tôi. Dạ được. Dạ. Mời cô.
Vô. Đêm nay tôi muốn con bé đó. Cái số tiền đó coi như là vậy. Mày đưa cho nó thêm 10 chai nữa. Đưa nó gả con hết cho tao. Ok. Nam. Nam ơi. Nam. Nó nghe nè. Vô đây. Đợi chút. Sao về sớm vậy anh? Mình đi chỗ khác chơi nữa đi. Từ từ, chờ anh chút xíu. Anh đưa em tới chỗ này chơi vui hơn. Ừ? Chỗ nào vậy? Từ từ, tới đó em sẽ biết. Vậy mình tới đó liền. Từ từ mà. Bây giờ mình đi liền nha. Mình đi em hả? Tưởng anh đi đâu, quá ra dắt em vô đây. Thì anh lại muốn em nữa mà. Anh hơn lắm nghe chưa. Lần sau á, em không chiều anh nữa đâu đó. Ừ, anh biết rồi. Nhưng anh muốn sống lại cảnh lãng mạn ở Đà Lạt với em mà. Ừ. Em đi tắm cái. Alo, tao nghe này mày. Chuyện đó mày làm xong chưa? Ừ, xong rồi, tao làm xong rồi. Mày qua đi. Ok. Dạ. Yeah. Ok. Xã, dễ thương của ông xã. Ủa, ai vậy anh? Chờ chút xíu nha. Vô đi. Xong rồi đó. Tại sao lại có thể như vậy hả? Sao anh dám? Em làm cái gì vậy? Vậy lại còn ngại ngùng gì nữa em? Hả? Bây giờ em giúp anh kiếm tiền nha. Đi mà. Anh là đồ khốn nạn. Em đánh anh hả em? Với anh, tiền là tất cả. Được chưa? Đá cho được chút xíu nha. Làm tụi bay. Anh Nam ơi, anh Nam ơi, em xin anh. Em xin anh đừng bỏ em. Em xin lỗi anh mà. Em xin lỗi anh mà. Không phải vừa rồi em mới nói anh là thằng khốn đó sao? Không, em không có ý đó đâu. Chỉ là em lỡ lời thôi. Anh đừng bỏ em nha. Đừng bỏ em nha anh. Yên tâm, em đã nói như vậy làm sao anh buồn em cho được. Đúng vậy. Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh đối với em nhiều đến cỡ nào. Hả? Là sao anh? Là vậy đó.
Vợ phải phục vụ các nhiệm vụ của anh, được chưa? Anh Nam, ngoan đi em. Anh Nam ơi, xuống. Anh Nam, anh Nam ơi, anh Nam, anh Nam ơi, cứu em với. Ngoan đi mẹ. Anh Nam, anh Nam ơi. Đi cô ta đâu? Chóng. Cảm ơn người em. Vô đi. Xin ta xuống vực sâu ta tên, nghe lòng bao la ta, sinh ta trong dòng đời hoa khiến nào. Thằng Nam là kẻ xấu, nó có thể là dân nghiện. Để ta hãy nhẹ nhàng đỡ ra, trốn vui đi nhớ nhà. Nhưng chẳng có xưa xa thế. Cuộc đời hôm nay ta có chi, ước mơ mai đây ta còn gì. Chỉ thấy oan hồn, chỉ thấy tôi tình che khuất hồn thao thao. Dòng đời này sao luôn trái ngang, sẽ là ta trong cơn điên dại. Hạnh phúc giờ đã xa xôi. Bà ơi, tôi về rồi nè. Tôi mua đùi gà cho bà đây. Mình ơi, Mình ơi Mình. Hả? Có chuyện gì mà bà hốt hoảng vậy? Con chi nhà mình đã bỏ đi rồi. Nó bỏ đi đâu? Em cũng không biết nữa, nó để lại lá thư nè. Xin lỗi ba mẹ, con thật lòng xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Con biết con đi như vậy là không phải. Lỗi lầm này của con là quá lớn, nhưng con không thể nào không đi ba mẹ ơi. Mong ba mẹ hiểu cho con. Khi nào làm xong việc con sẽ về. Con thành thật xin lỗi chị, con gái của ba mẹ. Thúy đi đâu vậy? Thúy, Thúy à? Anh tới đây làm gì? Anh về đi. Tối rồi, sao ngồi đây làm gì?
trời lạnh lắm. Lên xe đi em. Anh buông ra đi. Anh đang ra dễ quan tâm tôi đó hả? À không, anh không có ý đó. Chỉ là gì? Vậy anh đang là một con chó bông trùng chứ gì? Em nói sao? Tôi nói vậy mà anh còn không hiểu nữa hả? Đã là một con chó thì chỉ biết làm theo lời của chủ mà thôi. Tôi nói vậy có đúng không hả anh Thiên? Anh nói không được hả? Hay là đã chết đứng luôn rồi? Ờ, mà cũng đúng thôi. Những kẻ mà chuyên ăn bám vào người khác á, thì làm sao tự mình có thể giải quyết được chuyện gì? Không, không phải như vậy đâu. Không hả? Vậy thì sao mới phải? Nhìn anh bây giờ tôi thấy khinh bỉ lắm. Ngày trước tôi yêu anh là một sai lầm rất lớn của tôi. Thôi Thúy, nói chuyện như đó là quá đủ rồi. Tôi đi về đây. Thúy, Thúy. Em hiểu cho anh. Có chuyện gì mà em kêu anh về gấp vậy? Đâu có chuyện gì đâu. Tại em thấy tối rồi mà anh chưa về nên em gọi em nói vậy thôi. Em nói sao? Không có việc gì hả? Ừ. Em có biết là anh đang tiếp một vị khách rất là quan trọng hay không? Khách gì thì khách, anh cũng phải biết đường về nhà với vợ con chứ. Anh thật sự không hiểu nổi em luôn á. Thì ra là vậy. Alo. Ờ, chị Liễu hả? Tôi nè, Kim nè. Trời ơi, tôi má con Thúy chứ ai. Nè tôi nói nghe, tôi có chuyện muốn nói với bà gấp lắm. Bây giờ bà qua tôi đi. Qua liền được không? Vậy tôi chờ nha. Qua liền nha. Ngoại ơi, sao ngoại thức sớm quá vậy? Sao ngoại không ngủ thêm chút nữa đi? Ông ngoại ăn sáng chưa? Nãy giờ có câu được con nào không ngoại? Sao ông ngoại không nói gì hết vậy?
Sống kiểu này sao mà sống nổi trời. Chán người là chán. Tới rồi đó em. Dạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Cho anh lấy cái nón. Dạ. Trốn trên này còn bị quấy rối nữa. Hả? Alo, anh nghe nè. Em đến nơi rồi nè. Em đang đứng trước cổng. Hả? Sao em biết anh ở đây? Ai chỉ cho em vậy? Anh ra đây đi, rồi mình nói chuyện sao? Em đứng đó nha, đừng đi đâu hết nha, anh chạy ra liền. Rồi rồi. Ông ngoại ơi, ông ngoại câu cá nha. Con chạy ra đây đón bạn con cái. Đợi con chút nha ông ngoại. Chi? Anh Luân. Anh tưởng là không gặp được em nữa chứ. Ban đầu em cũng nghĩ như vậy. Những trở ngại mà em gặp phải quá lớn, khiến em tưởng mình không thể nào vượt qua được. Nhưng rồi em nghe các bạn kể lại những nỗi đau thương mất mát mà anh đã trải qua, em thấy mình có lỗi nhiều lắm. Vậy em quyết định em phải đi gặp anh nè. Thôi em vô đây đi, anh dẫn em đi gặp ông ngoại em nha. Em ngồi xuống đây đi. Ừ. Hồi nhỏ anh thích chơi xích đu lắm. Anh hay đưa nó lên cao rồi buông ra. Có một lần á, anh té. Bây giờ trên đầu còn cái thẹo luôn á. Vậy hả? Em cũng giống như anh vậy đó. Hồi nhỏ em cũng rất là thích chơi xích đu. Em cũng bị té, nhưng mà cái thẹo
Nó không có nằm ngay đầu giống như của anh, mà nó nằm ngay đầu gối nè. Cũng trùng hợp quá ha. Anh ơi, ở đây á, khung cảnh thì thơ mộng, không khí lại trong lành nữa. Thôi, anh với em là chỗ ông ngoại nha. Đó, chuyện là vậy đó. Bây giờ nè, chị coi đi, chị thấy con Nhi không? Lớn rồi, mà đẹp gái nữa. Nên tôi muốn nhờ chị giúp kiếm cho nó chỗ nào đàng hoàng gả cho nó. Tôi muốn giúp chị lắm, nhưng chị biết không, cái vụ con Thúy vừa rồi tôi tốn kém quá. Ủa, là sao? Nào là chi phí ngoại giao, ăn uống, tân trang nhan sắc lại cho con Thúy nữa. Tôi tốn biết bao nhiêu tiền, nhưng chị thấy không, tôi có dám than vãn gì đâu. Chẳng qua là cái chỗ chị em, cho nên tôi giúp con cháu vậy thôi. Tôi biết mà. Chị thấy không, tôi chỉ có tài sản duy nhất là hai đứa con gái thôi. Lần này á, tôi muốn chị giúp tôi kiếm cho nó một chỗ nào mà thiệt là đàng hoàng, tử tế, có học nữa nha. Tôi muốn con Nhi có được một thằng chồng á, xứng đáng với nó, mà thương yêu nó thật sự. Vậy đó. Chà, tôi thấy chị này lạ lạ nha. Bộ chị hết mê tiền rồi hả? Trời ơi, tiền ai không mê. Nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng nhất tôi mong mỏi là các con tôi được hạnh phúc, nó có cuộc sống bình an đầy đủ. Tôi nói thiệt chị nha, lần này có vẻ khó lắm á. Kiếm đại gia nhiều tiền thì không khó, nhưng mà kiếm một chàng rể trẻ đẹp để xứng đôi với con bé này á, lại có học thức, con nhà tử tế, giống như mò kim đáy biển đó chị ơi. Ờ, thì tôi biết khó nên tôi mới nhờ chị chứ. Mà biết sao không, tôi sợ á là con Nhi á bị mấy thằng con ranh, mấy thằng mới lớn bây giờ á dụ dỗ một cái là coi như xong luôn. Chị phải xem chừng nó đó à nghe. Nó mà mất một cái đó hả, là chị có bán nhà, chị đền cũng không đủ cho người ta đâu đó. Trời ơi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó bà khỏi lo đi. Tôi canh nó ngày đêm, coi như nó làm gì đi đâu, tôi kiểm soát nó gắt gao luôn. Nếu mà được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà chị đừng có quá tin, coi chừng mắc bẫy đó nha. Trời ơi, nhìn mặt tôi dày mà mắc bẫy nó. Con tôi đẻ ra tôi phải biết chứ. Hai đứa, đứa nào cũng ngoan ngoãn, sợ mẹ một phép, tôi hét một cái là nó phải nghe. Không biết con gái gì ngoan cỡ nào, chứ tôi chứng kiến hả, nhiều con bé xấu như cây kẹo vậy đó. Vậy mà ăn chơi hả, trời ơi, hết biết. Vậy mà gia đình hả, đâu có biết gì đâu. Tôi nói thiệt chị nghe đó nha, bọn trẻ có mấy đứa mới học cấp 2 á, trời ơi, nó ra vô bệnh viện mấy lần á. Chính tay tôi giúp nó chứ ai. Thiệt vậy á hả? Chị cứ mãi lo đề đớm không hả? Thì sao mà chị biết được tụi trẻ bây giờ? Nhìn tụi nó hả? Mặt non choẹt, bún ra sữa gì đó. Mà đủ thứ chuyện đó chị ơi. Thì... Thế đó là con người ta. Chứ con tôi biết chứ. Trời ơi, nó có làm cái gì đi nữa cũng không bao giờ qua mắt được tôi. Tôi giới thiệu cho con gái của chị được cái chỗ đàng hoàng. Có học vị và bằng cấp. Không có nghiện ngập cờ bạc. Giả lại mà phải con nhà gia giáo. Đúng rồi. Tôi mong là chị nhìn thấy chị còn mê chứ đừng nói con gái chị. Trời ơi, được vậy thì còn gì bằng. Coi như là chăm sự tôi nhờ chị nhé. Dạ. Nói nghe nha, bà có duyên với mẹ con tôi lắm á. Nếu mà cái vụ này mà suôn sẻ như cái vụ trước á, là tôi không có quên ơn bà. Hậu tạ đàng hoàng nhé. Được. Chị mà tin tôi á thì tôi sẽ hết lòng với chị đó. Kỳ này á hả, tốn tiền công sức nhiều lắm đó. Chi phí cao lắm đó. Trời ơi, cái gì chứ chuyện đó bây giờ coi như là chuyện nhỏ như con thỏ. Đây nè, chuẩn bị sẵn rồi. Cái này coi như là đặt cọc đi ha. Chị cầm đi rồi lo cho nó giùm tôi. Cảm ơn nhiều lắm á.
Đúng là chị tin đời thiệt. Tìm đúng người rồi đó. Chứ sao? Ông ngoại. Vô đây đi con. Ngồi xuống đi. Dạ con chào ông ngoại. Đi đường xa chắc mệt lắm phải không con? Dạ cũng hơi choáng. Nhưng mà bây giờ con ổn rồi. Giới thiệu bạn gái của con cho ông nghe coi. Dạ bạn con tên Chi, học chung trường với con. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Dạ con và Chi yêu nhau. Nhìn qua là ông biết rồi. Nếu không thì làm sao Chi đây á lặn lội đường xa đến đây để gặp con. Ông rất cảm động và khâm phục tấm lòng của con đối với cháu của ông. Dạ con cảm ơn ông ạ. Ông để con rót cho. Còn Luân. Dạ. Tình yêu cũng làm cho con lớn lên đó. Dạ. Con khác ngày trước rất 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 nhiều. Ông thấy con tự tin và chững chạc hơn trước nhiều. Con phải như vậy mới bảo vệ được tình yêu chứ. Dạ. Ngày xưa khi mẹ con còn trẻ, tuổi cũng bằng bạn gái của con bây giờ, mẹ con không có chịu đi du học vì muốn ở lại bảo vệ tình yêu của mình. Ông giận lắm. Bà ngoại con buồn và lâm bệnh. Lúc đó ba con nghèo, vừa học vừa làm. Mẹ con đã yêu ba con là gì? Sự chịu khó chăm chỉ đó. Mặc dù gia đình kiên quyết không cho cưới, ba mẹ con mới dọn ra ở riêng, nhờ tới sự giúp đỡ của ông bà. Mãi đến lúc này, vào hoàn cảnh này, mẹ con mới cho con địa chỉ đến đây để gặp ông luôn. Ông à, mọi chuyện đã qua rồi ông à. Ba con thì cũng đã mất, mà con thì chưa đủ sức đòi lại sự công bằng nữa. Chính vì vậy á, mẹ con mới kêu con đến gặp ông. Tính của mẹ con giống hệt như bà ngoại của con, cứng rắn, quyết liệt và chịu đựng. Ông ơi, còn bà ngoại của con á, nằm ở đâu hả ông? Rất nhiều lần ông muốn đến ở với ba mẹ con, nhưng ông không thể bỏ nơi này đi được. Tại sao vậy ông? Sao ông không đi? Vì đây là vùng đất mà ông bà ngoại có rất nhiều kỷ niệm. Khi bà ngoại con ốm nặng và mất đi, bà con muốn được nằm ở đây. Nhưng mà bà nằm ở đây, sao con không thấy mộ của bà? Trước khi mất, bà ngoại con yêu cầu ông thực hiện một ý nguyện. Thực hiện một ý nguyện không? Đúng vậy. Bà muốn lúc nào và bất cứ ở nơi đâu, bà cũng nhìn thấy ông. Cũng như ông được nhìn thấy bà. Vậy bà muốn nằm ở đâu vậy ông? Các con có thấy ở giữa hồ có ngọn tháp không? Thấy không? Dạ có. Bà muốn nằm ở đó. Các con đi xung quanh khu vực này, ở đâu cũng nhìn thấy. Có phải vậy không? Đó là lý do mà ông không muốn đi đâu cả. Sợ bà con buồn. Thật là không ngờ, từ lúc con đặt chân đến đây á, thì con bị hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Con nghĩ nếu mà được sống, được yêu nhau, thì phải chung thủy như là ông với bà vậy đó. Không biết là thế hệ của chúng con có được tình cảm mạnh mẽ như vậy hay không?
Có lẽ tình yêu của ba con và mẹ con cũng được thừa hưởng từ ông bà đó. Con và Chi sẽ phấn đấu để được như ông bà, phải không em? Hey,